không có đường nào mà đường ngủ đó. Trời ơi quấy gì vậy? Tối qua ngủ ở công viên luôn rồi. Ngủ đâu? Ngủ khách sạn nè. Giờ em đi bụi mấy ngày rồi. Gặp chị Đại rồi đó. Đúng rồi, mới gặp chị Đại. Gặp chị Đại rồi. Lấy cái ngồi đàng hoàng lại, lấy cái áo kia lên đi. Ai là chồng của em? Không có gì chưa? Thằng này hay này hay này. Cô quay cái đường, cho mượn cái đi. À, vừa có chồng vừa có bạn trai luôn. Chồng có bạn trai luôn. Có vợ luôn. Vợ chịu sao nổi? Chỉ có một đứa thôi. Tức là em vừa có chồng, có bạn trai, có vợ luôn. Vợ có một đứa à. Trời, em là đa hệ hả? Đa hệ luôn. Đi qua bà anh kêu nước uống. Đi qua. Ủa em ở đâu? Em lại đây. Cán nước hả? Nghe nói bà nước kéo tan đi vậy luôn hả? Rồi. Nắng lên vô khách sạn kìa, nó có máy lạnh kìa, nó mát rồi đâu. Trời ơi, Vũ sao vô khách sạn của nước? Em uống gì? Dạ. Em uống gì? Em đi đâu vậy? Em tin thì nhà em quận nhất. Này đổi qua quận nhất nhanh vậy? Ừ, chồng ở quận 3. Em năm nay nhiêu tuổi thì? Ừ. Vậy anh nhiêu tuổi? Em mới ra công viên nào đầu tiên đó hả? Công viên đầu tiên gì? Nói thấy em ở đây nè. Em qua đem chơi, tại chơi chú của bạn em chở qua đây nè, các em chịu ngọn chỗ ông quên đi về luôn. Xin đóng tiền cho ông đi về luôn. Có thôi bây giờ chú đi về đi. Họ dạ, em nhớ đường về nhà không? Không nhớ. Giờ chở em qua bên công xem cũng nhớ đường về. Nhà em ở nãy em nói quận 3, giờ quận nhất rồi. Nhiều nhà vậy? Chỗ ông là công an mà. Hả? Ừ. Rồi em qua đây em ăn uống gì chưa thì? Chứ ngủ rồi, thôi ba em ngủ đâu? Ngủ nhà em. Nhà đủ là đủ thôi. Sao anh nghe? Buồn đi em vòng ngoài đường thôi. Sao anh nghe bé Trinh nói là tối qua em ngủ đây rồi mà. Ngủ đâu? Em ngủ ở công viên luôn á. Không có đường, nằm ngoài đường ngủ đó. Trời ơi. Quấy gì vậy? Tối qua ngủ ở công viên luôn rồi. Ngủ đâu? Ngủ khách sạn nè. Giờ em đi bụi mấy ngày rồi. Một ngày, hai ngày. Bé anh trở về nhà, cho địa chỉ trở về nhà dùm cho. Sao không về nhà? Ừ? Sao không về nhà? Hỏi chi vậy? Hết em đi chơi thôi. Một câu anh thích thì đi, mất thì về. Em có biết con bán Ngọc không? Không biết ai chứ. Mới qua đây thôi. Thân em thôi. Không biết con bé Trang không? Trang bạn em hả? Em gái em. Rồi sao? Họ bà hỏi gì đó không? Chứ mấy nhau không biết ai chứ. Chị nhá nè. Em có nhớ số điện thoại người thân em không? Không nhớ số ai. Có gì không? Nhớ số căn cước bây giờ là 12 số đúng không? Giấy chứng minh là hồi lúc trước là mấy số? 9 số. Nhà căn cước là cứ có như là 56 98 44 000 931 Ngô Bích Giang. Rồi em có chồng con gì chứ? Gì? Em tính phì. Ngủ công viên mũi cắn quá trời kìa. Ê, cái chân em bị mũi cắn quá trời kìa. Thấy em 10 giờ sáng giờ rồi. Nè, giờ tối qua là em qua đây em ngủ rồi. Hôm nay có bạn mới nữa Vi. Ừ. Bạn mới ở quận 3 đi ra. Nay hôm nay Vi đến thăm bạn mới. Ủa xong rồi xong. Thầy qua bên bản ngồi cho mát nha, em có bạn ngồi chung kìa. Vậy em ngồi đây có bạn ngồi chung. Em ơi. Qua qua cái ghế đỏ đi. Bánh
ngồi đi. À, đi đi qua bảnh ngồi với anh. Đi. Đi. Em thích ngồi đây này, ngồi bên em. Đi qua đây ngồi. Đi đây. Đó, đúng không, bạn mới ngồi kìa. Thầy thầy có em nè. Ngồi chỗ ta kìa, dạ, đi qua kia kìa. Đi kìa. Quấy gì vậy? Chỗ này em có ai anh này không em ngồi. Ai vậy? Ủa. Này lớn tuổi không? Thôi. Qua bản ngồi nước rồi đó, chưa dắt đi ăn với em gái này. Nay nghe nói BB chuẩn đi BB bơi hả? Nay BB lên đồ nhìn lên đồ bơi chắc tỏ rực đồ bơi quá. Lên đồ đi bơi à. BB nay mặc đồ đẹp anh nhở? Thầy quá ngồi nè em. Nó đâu vậy? Mới xuất hiện. Gói thuốc em nè thầy ơi. Qua đây nè. Khép lại kìa bây. Khép lấy cái áo che lại. Lấy cái áo khoác che lại. Trời còn dở lên hả? Quýnh vào cái vậy. Đây áo khoác che lại. Bây giờ nhiều thiếu nữ xuất hiện. Che lại đàng hoàng rồi. Trời che lại có gì đâu, mặc đồ gái nữa, mặc đồ cho lịch sự. Bi bi qua ngồi chung em gái nè, bi qua ngồi chung em gái nè, em Thùy nè. Đó đó chị, qua ngồi. Trời hai con nương. Bi qua đây nè để lấy đồ á, giống như Trinh mà, đây bạn của Trinh á. Đây ngồi nè. Vậy em tên gì? Tên Bi. Tên Bi em như tuổi? Ngày hôm nay gặp chị Đại, gặp chị Đại đó. Đúng rồi. Bây gặp chị Đại. Gặp chị Đại rồi. Lấy cái đi ngồi đàng hoàng lại, lấy cái áo kia lên đi. Ai là chồng của em? Không có gì chưa? Thằng này hay này hay này. Cô quay cái đồ đi, cho mượn cái đi. Thiếu nữ thì năm nay 32 tuổi, em 32 hay 33 tuổi? Gì? Em năm nay sinh năm 92 đúng không? Tôi là năm nay như tuổi 33, 30 đúng không? Năm sau là 31. Cái này chắc phải kêu em Trinh rồi giải quyết quá. Em Trinh dân giỏng bên kia kìa. Đang ngủ vậy nè. Mới mua cho cái giỏng nằm bên kia. Anh Phú. Lát anh Phú kêu qua kêu Trinh đi, Trinh qua đó. Tại nãy Trinh mới đi với em xong về kìa. Em có chồng con gì chưa Thùy? Dạ hả? Mấy con rồi? Chồng em lớn tuổi rồi. Nhiêu tuổi chồng em, nhiêu tuổi? Mà không chứ gì. Chồng em lớn hơn ba em. Vậy hả? Dạ, sao kỳ vậy? Vậy tối là kêu sao? Bạn kêu bằng anh hay bằng chú? Công an hả? Đúng rồi. Một, hai, ba. Rồi chú. Mở giùm chị kìa. Em biết bé này nhiêu tuổi chưa mà xưng chị? Đúng rắn đúng không? Đó đúng không? Đúng không? Bé này tưởng rồng mà. Em có anh rồng. Dạ. Đúng không? Sợ rồi đúng không? Không phải sợ luôn. Thì ăn uống gì chưa Thùy? Em ngủ bụi hôm qua giờ ăn uống gì chưa? Thì sinh năm 94 hả? Năm nay là 30 hả? 94 là hôm nay 30 rồi. Ủa, nếu mình 94. Chồng em năm nay nhiêu tuổi? À đang chị à, thằng này cũng chồng ta, thằng này cũng chồng em nè đó. À là chồng em, ai chồng em? Đây nè là với thầy chị nè, chồng của. Đi uống nước gì em? Chị uống xịt tiên không? Anh nào là chồng. Uống nước gì kêu kìa. À Bim này có gặp bà bạn mới đủ đi bơi Bim. Nè, Bim nói gì bây giờ bơi hả? Đúng rồi. Thì lớn hơn mà. Thì nhỏ hơn. Ở đây 92, đây 89 rồi, đây lớn hơn đây. Ôi 89 hơn rắn hả? 89 hơn rắn à, đâu phải đâu. 92 rồi. Em này tuổi rồng mà. Dạ. Em này tuổi rồng, Bi tuổi gì? Em tuổi con chó. Bi tuổi gì Bi? 94. Chó. Đúng rồi 94. Bi tuổi gì nè Bi? Chị nói cho chị biết nè. Bi này tới 98 chứ làm gì có không Bi. Bi nay mặc đồ giống công chúa ha. Bi ngồi khép lại kìa, đừng có rung đùi. Bị mặc đồ mới này, bị phe, bị rung đùi.
Bi nay đi ra hồ bơi hả Bi? Sao vậy? Nay rủ Trinh, Trinh không đi là Bi không đi luôn hả? Vậy Trinh đi là Bi đi hả? Có ai đi hồ bơi chung Bi, Bi mới tự tin xuống bơi hả? Phải có người đi chung Bi mới chịu đi bơi. Nói đi bên già và thay đồ đẹp nè. Hồi nãy mặc đồ gì? Đồ đá banh. Cái đồ đá banh cũ quá nhiều. Ồ, cái bé Thùy hút thuốc nữa. Bi hút thuốc mà Bi. Cũng thuốc là cũng cái gì hả? Cái khói nè. Cũng ra khói nè. Dạ hả? Ủa Thùy, Thùy. Dạ. À, nãy em kêu là em có chồng con rồi hả? Rồi con em đâu? Hỏi cái gì? Đâu anh hỏi, hỏi thăm thì thôi à. Hỏi làm gì? Hỏi để biết. Đi chơi rồi. Đi chơi rồi hả? Mới đi chủ nhật mà. À, là chồng em chở đi chơi rồi hả? Mà hỏi chi? Không, hỏi để biết thôi. Chị với em, biết em thôi, hỏi chồng em chi? Chồng em nay nhiêu tuổi, 70, 60 chưa? Hả? Em nói chồng lớn tuổi hơn ba mà. Lớn tuổi hơn ba. Thì năm nay em 30, chồng lớn em... Lớn hơn mẹ em luôn. Thì chồng lên em lớn tuổi chắc cũng hàng 60 rồi chồng hả? Chồng em là lớn hơn em, còn bạn trai em bằng tuổi em. À, em vừa có chồng vừa có bạn trai luôn. Có vợ luôn. Vậy chịu sao nổi? Chỉ có một đứa thôi. Tức là em vừa có chồng, có bạn trai, có vợ luôn. Vợ có một đứa à. Trời, em là đa hệ hả? Đa hệ luôn. Nhìn con bé này ra cũng có nét nét giống trai nè. Đúng nhìn từ nữ tính đúng trai nè. Em là song tính đó hả? Lưỡng tính nha. Vậy này. Lưỡng tính là biết sắc xô rồi. Bây giờ là em vừa có chồng, vừa có bạn trai mà vừa quen bạn gái luôn hả? Đa hệ. Đa hệ là giỏi á. Không, cũng có trường hợp đó anh Phúc. Cũng có những trường hợp đó đó. Vừa quen gái, vừa quen nam, vừa quen nữ á. Có lượng tính bisexual á. Trường hợp đó là xuất hiện trên mạng xã hội cũng nhiều. Nhiều mà, thì nó trong giới chương trình cơm ao á. LGBT á. Đâu sao bây giờ đó, bình thường rồi mà. Bình thường mà. Ủa Thùy, em quen một lúc ba người luôn hả Thùy? Là hai nam một nữ hả? Một nữ. Hiện bây giờ chỉ sang quan nữ hả? Em chỉ có một người vợ thôi. À, giờ có vợ. Có thì có vợ. Vợ em là có vợ, còn chị là có chồng. Hiểu không? Em có vợ rồi, hiểu rồi. Em quen bạn nữ đó lâu chưa? Em gái em là vợ em. Hiểu chính thì đó nói là có nùi. Em gái em ruột hay là em ruột. Em ruột. Em chỉ có một đứa thôi. Tức là vợ em cũng là em ruột em luôn. Dạ. Yeah. Vậy. Đầu là em nói là em vợ em mà sự nó đúng là nó là em gái em phải vậy không? Biết cái đường nó là em gái thôi. Thứ tư, thời gian. Cái vợ em mà sự nó phải vậy. Thế là cái mối quan hệ của gia đình em sao thấy hơi bị rối không? Hơi bị rối không? À, phức tạp quá ha. Phức tạp không? Em gái em là vợ em mà là em gái em, là em ruột luôn. Ruột luôn. Rồi. Là vợ em không à, còn bạn trai em lúc bạn, bé, bạn trai em là gì? Bạn trai em hả? Hỏi cái gì? Thì em vừa giới thiệu hỏi cho họ cho bạn biết. Bạn trai em là công an, chồng cũng là công an. À. Là công an. Nhưng mà chồng á, chồng em thì là lớn hơn ba em, lớn hơn mẹ em luôn. Nhà Hiếu bưng nước ra bằng ánh mắt liếc rất là tình cảm và có cô bác. Tình nhiên nước thành viên đảng thì có chứ. Còn lại đã phát hiện là lúc đầu thì nói chồng em là ai thì My đã chỉ vào Hiếu là con cô bác được. Mày chỉ đâu bơi sáng xuống nhà My mà đủ đi đi bơi. My không một hai không chịu đi không anh Hiếu tới cho anh Hiếu chạy bơi mới có chịu hả? Trở lại anh giàu là My đi liền. Cái này có bé Trinh ra nữa là vui ha. Bé Trinh ngủ chưa rồi. Thầy, em đã đến địa bàn của chị Trinh, em ra mắt chị Trinh chưa? Địa bàn của em ở đâu? Địa bàn của chị Trinh ở đây, em lớn phải ra gặp chị Trinh em ra mắt. Em ở quận 8, địa bàn của công an quận 8. Chứ địa bàn của em là ở nhà. Ở đây là công viên ở chỗ chị Trinh này, em ngồi ghế của chị Trinh đó. Công viên ở đây là quán nước, khách sạn. Đúng không, đang ngồi đây quán nước. Chứ mà ở khách sạn, sau lưng là công viên, không biết nói gì. Mình khốt. Ừ,
thì thấy em Bi này sao Thùy? Hồi sáng anh có chở Trinh đi, Trinh nói ủa con nhỏ nào nay đến ngồi ghế ghế dạ, của em kìa. Bi. Em nói chuyện với bé đi. Chị hỏi em tên gì? Bây giờ chưa nói đây tên Thùy. Nãy giờ mày chưa nói mày tên gì, em đây cũng chưa nói tên gì, em hỏi hoài. Bi tên gì vậy? Mày nói rồi mà. Em mày cái CPU hay bị lắc nặng. Nó bị lắc giống Trinh. Không lắc. Trinh còn có cái ram nó chạy được này, mất ram luôn rồi. Đúng rồi. Hiện CPU đang nóng thì nó chạy hơi bị loạn. Chứ mà chạy lâu rồi đúng không? Cái này chắc chạy từ tối qua rồi. Đúng rồi, giờ chạy tối qua đến giờ. Đúng rồi. Chạy tối qua giờ nên CPU nó nóng quá nên là cái CPU của tôi. Bây giờ cái gì vậy BB? Nay đi lên đây là đi hồ bơi. Vậy lên đây là thăm anh giàu hay sao? À, thăm anh giàu hả? Bị biết lên thăm giàu bằng đồ đẹp quá trời nè. Mà bị mẹ bé kêu đi trời nắng mà mình ngồi vậy nè. Nói quá mặc cái áo khoác vô nè. Trinh nay ngủ sớm hả ta? Trinh già vui. Thôi bây giờ để vô kêu Trinh đi ăn trưa với Trinh già. Ủa là hồi nãy Trinh kêu... Tức là sáng giờ là anh chở Trinh đi hả? Đúng rồi. Kêu no mệt không chịu đi. Thủy hả? Thủy đâu mà tìm nó? Khó tìm lắm, giờ Thủy đi đâu mà đi lum la. Bị làm gì làm chứ vẫn cứ nhớ Thủy không mà. Bị thương Thủy quá trời nè.